khán giả của Tôi 20 đang cùng hai MC Gabi và Eddie tham dự một đám cưới trong mơ với ánh đèn lung linh, những đồ vật trang trí độc đáo lộng lẫy. Cô dâu chú rể trở thành nhân vật chính được tôn lên trong bữa tiệc với những khoảnh khắc tuyệt vời của ngày trọng đại. Tất cả điều đó được tạo nên bởi Wedding Planner. Vài năm trở lại đây, Wedding Planner ra đời và nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi sự cần thiết cũng như tính chuyên nghiệp. Wedding Planner được hiểu theo cách đơn giản là người lập kế hoạch và tổ chức đám cưới. Từ trước đến nay, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, cưới hỏi là sự kiện rất quan trọng đối với mỗi người. Wedding Planner là người sẽ chăm lo tất cả mọi việc cho một quy trình cưới. Không chỉ gồm những việc chi tiết như nghi thức cử hành ra sao, chụp ở đâu, mời bao nhiêu khách mà họ phải phụ trách cả về phần tinh thần lẫn vật chất. Tinh thần ở đây là sức sáng tạo cao độ nhằm mang đến những ý tưởng cưới cực đỉnh, tràn đầy xúc cảm và khó quên. Cả những lời tư vấn tinh tế, thích hợp nhất cho đôi trẻ và đôi khi là cả những người thân trong gia đình của hai nhân vật chính. Còn vật chất ở đây được xem là phần cứng, những công việc cần khả năng lên kế hoạch, sắp xếp, bố trí, thực hiện để một đám cưới diễn ra trọn vẹn. Ngày nay, với sự góp sức của các wedding planner, việc các cặp đôi mong muốn có một đám cưới trong mơ là điều không còn xa vời. Gabi thấy chưa, kế hoạch đến sớm của Eddie quả là cao thủ. Mình vừa được ăn nhiều, ăn sớm toàn cỗ ngon và được nói chuyện với bao nhiêu người, kể cả cô dâu chú rể cũng được nói chuyện. Bây giờ thì hả hê đi về đi ngủ rồi, sướng quá hà. Hay quá cô ấy. Nhưng mà Gabi thì lại không quan tâm đến cỗ. Cỗ thì đúng là ngon thật. Thế nhưng mà quan trọng hơn đó là đám cưới này được trang hoàng rất là đẹp. Công nhận. Gabi có thấy hoành tráng không? Ngay từ khi bước vào cổng chào đã cổng hoa to. Mà cái mọi thứ rất là khác biệt, không còn giống như ngày trước. Trao nhẫn cho nhau thật là ấn tượng. Mà nói chung ấy là mọi thứ bây giờ đặc biệt hơn. Mỗi một đám cưới lại mang một phong cách khác nhau. Đúng. Tùy theo ý thích của cô dâu chú rể. Thế nên lúc nãy trò chuyện với cô dâu chú rể ấy, thì Gabi đã kịp hỏi thêm một số những công ty wedding planners mà cô dâu chú rể đã tìm hiểu trước khi phải làm đám cưới. Phải chăng là năm sau Gabi chúng ta sẽ chuẩn bị chống lầy hả? Gabi còn phải gắn bó với Tôi 20 nhiều lắm. Thế nên là bây giờ mình cứ đi tìm hiểu trước rồi chuyện đây tính sau. Được thôi. Sau quá trình tìm hiểu về những công ty wedding planners mà cô dâu chú rể đã giới thiệu ấy, thì lúc này Gabi đang có mặt tại một trong những công ty như vậy. Mà các bạn nhìn thấy màu sắc ở đây, trời ơi, một màu hồng ngọt ngào lãng mạn là chắc chắn các bạn cũng cảm thấy thích thú phần nào rồi. HD ấy, thì thích thú tìm hiểu lắm, nhưng mà cái tội là ăn cỗ nhiều quá nên là bây giờ là đau bụng, nên chỉ có Gabi tìm hiểu đấy thôi. Chút nữa cho HD tham gia tiếp. Gabi đang được vinh hạnh ngồi cạnh người đã sáng lập ra công ty Hajime, đúng không ạ? Công ty này là một trong những công ty wedding planners đã tổ chức rất nhiều sự kiện đám cưới và cũng được rất nhiều các khách hàng tin tưởng rồi. Và bây giờ mời anh giới thiệu về mình. Mình là Bùi Mạnh Cường. Mình là một trong những thành viên sáng lập ra Hajime. Vâng. Thực ra là trước đến nay thì chắc là như cũng như mọi người, Gabi đã tham dự rất là nhiều đám cưới rồi. Mà khi đến đó thì trong thời gian gần đây thấy rằng là các đám cưới đã có nhiều sự thay đổi và cũng đã nghe đến cụm từ wedding planner. Thế nhưng mà khi mà Gabi đến đấy thì chỉ thấy khác mỗi một cái là dường như là mọi thứ được trang trí được nhiều hơn, lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn. Cũng không hiểu cụ thể thì không biết là có phải wedding planner là góp phần vào trang hoàng cho đám cưới không ạ? Thực ra thì về cái phần chính thì vẫn là cái phần trang hoàng trong cái đám cưới của cô dâu và chú rể. Còn ngoài ra thì những cái phần việc khác đó là mình có thể là lên những cái kịch bản và trong một cái đám cưới và mình sẽ chạy cái kịch bản đó cho cô dâu và chú rể. Thì về cái phần chạy kịch bản đó thì là các nhân viên của Hajime sẽ gọi là hướng dẫn các thành viên trong gia đình, sắp xếp các thành viên trong gia đình làm sao để mà trong cái buổi tiệc đấy được hoàn hảo nhất. Đấy là một cái ví dụ nhỏ. Nghĩa là sẽ là từ A đến Z. Chính xác là việc là ngoài việc là tạo nên những cái phong nền đẹp, trang trí đẹp thì sẽ còn là cô dâu chú rể sẽ đi vào ra sao, sẽ làm những gì, đúng không ạ? Trên sân khấu có những gì. Hay là thế còn cả những ban nhạc hát hay là người dẫn chương trình cũng là do công ty mình phụ trách luôn ạ? Chính xác là như thế. Thực ra thì như các bạn biết là những năm trước đây ấy, thì là trong các đám cưới thì là có rất nhiều những cái chương trình ca nhạc.
Và gần đây thì là những cái đám cưới mà Hajime tổ chức thì Hajime thường tư vấn cho các cô dâu chú rể là sử dụng một cái ban nhạc từ tấu hoặc là một ban nhạc flamenco khá là sang trọng và nhẹ nhàng. Vậy thì quá trình làm việc của mình từ lúc nhận dự án, nhận yêu cầu của cô dâu chú rể cho đến lúc mình hoàn thành sẽ phải có những công việc như thế nào, phân công thế nào? Từ khi mà ngồi làm việc với cô dâu chú rể về các phần ý tưởng ấy, thì sau khi mà nhận được cái ý tưởng đó thì Hajime sẽ phát khảo qua cái ý tưởng đó bằng những cái thiết kế cụ thể. Và những cái thiết kế cụ thể đó thì Hajime sẽ gửi cho cô dâu chú rể để cô dâu chú rể duyệt về những cái ý tưởng đó chi tiết hơn bằng những cái file phần mềm. Sau khi mà duyệt xong về những cái phần ý tưởng đó rồi và hai bên thống nhất được rõ ràng rồi thì Hajime sẽ chuyển sang từng bộ phận. Theo như những bước của anh tả thì có vẻ như thời gian thực hiện nó chắc là dài lắm phải không anh? Để có thể hoàn thành xong một dự án cho đến đám cưới mất khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Thông thường thì Hajime chuẩn bị cho một đám cưới thì sẽ rơi vào tầm khoảng 25 đến 30 ngày làm việc. Một thời gian rất là dài. Như lúc nãy em hỏi thì như là anh có nói là đây là mình đang chuẩn bị để sau đó là sau khâu này là mình sẽ đến tham gia một đám cưới luôn, mình chuẩn bị cho một đám cưới phải không anh? Đúng rồi. Thì xác là sau đây là bên mình sẽ chuẩn bị một đám cưới tông màu hồng. Vâng, thế thì có thể là cho Gabi được tham gia để biết được khâu chuẩn bị không ạ? Chưa bao giờ là Gabi được nhìn cái khâu hậu trường là mọi người sẽ chuẩn bị như thế nào, từ A đến Z một wedding planner như thế nào. Ok. Vâng, thế cảm ơn anh. Gabi nghĩ là lúc này thì HD nhà ta cũng đã xong việc rồi, đây là có thể tham gia tiếp được rồi. Hoàn thiện xong mà anh còn có một cổng ngoài rất là đẹp ở bên ngoài nữa. Nghĩa là vẫn chưa xong và bây giờ vẫn chưa là gì, sẽ còn đẹp nữa. Anh ơi, nhưng mà điều quan trọng là nãy giờ anh Gabi để ý khi Gabi đến đây đó là tất cả những đồ bày trên bàn này rồi những tông màu xung quanh hôm nay đều là hồng trắng, chắc là màu chủ đạo ngày hôm nay đúng không anh? Cái màu hồng nhạt là màu cũng khá là hot trong một vài năm trở lại đây. Thì cô dâu chú rể này hai chị em thực hiện là hiện tại bây giờ đang sinh sống ở bên anh và cái phong cách họ sử dụng thì là cũng khá là lãng mạn. Nó có cái gì đấy nó hơi vintage một chút, nhưng mà thấy là trên cái bàn reception này thì có những cái hòm Bali hay là những quyển sách nó khá là mộc mạc, hay nữa là những cái lọ hoa hay là cái chút nến thì là cũng đã được hai chị em handmade lại theo cái phong cách như thế của cô dâu chú rể. Những đồ trang trí như thế này phải nói là rất xinh xắn mà lại có rất là nhiều đồ lẻ tẻ, thậm chí là mình nhìn nó rất là chi tiết từng thứ một, nhưng mà bày lại trên mặt bàn thì lại là những thiết kế thực sự là rất là ăn ý với nhau. Thế là những chiếc gối này chẳng hạn, HD này, rất đáng yêu. Có thể thấy là khi mà em bước vào đây em thấy là mọi người đang làm việc rất là tất bật và mỗi người một công việc rất khác nhau. Cho em hỏi là hình như là khi bọn em đến đây thì rõ ràng chúng em có nhìn cái nhìn cận cảnh hơn về nghề này. Đó là nghề này là một nghề rất tỉ mỉ, chi tiết và đặc biệt và cũng khá là khó khăn đúng không anh? Đến sớm người ta rất nhiều và cuối cùng lại là người dọn đi tất cả những thứ khi mà người ta đã về rồi. Chắc là như vậy. Anh có thể chia sẻ một vài khó khăn của anh, đặc biệt là những kỷ niệm về cái ngày đầu tiên anh đến với nghề đầu tiên, cảm thấy có choáng váng lắm không anh? Mình có một cái kỷ niệm cũng khá là đặc biệt. Cũng là một cái đám cưới đầu tiên mà Hajime thực hiện, thì cái đám cưới đó được tổ chức ở trên Melia. Thì ở Melia thì có 3 ballroom, thì là 2 cái ballroom còn lại hôm đó thì là được các quan khách của chính phủ quốc để dùng phòng họp cũng như bộ trưởng. Hajime chỉ có 45 phút để set up toàn bộ cái đám cưới hôm đó. Cho nên là hôm đó là Hajime phải có một lượng nhân lực khá là đông.
có hoàn thiện xong một đám cưới đó, và đám cưới cũng khá là lớn. Vẫn hoàn thành tốt. Chắc chắn rồi. Nhìn, trời ơi các bạn nhìn ở xung quanh đây, số lượng đồ, những công việc ở đây phải nói là khối lượng rất là lớn. Từ khâu sân khấu, cổng hoa, bàn reception rồi mọi thứ. Có vẻ như là ngoài phía bàn reception này ra mình vẫn còn, và ngoài cái cổng đi vào sân khấu mình còn ở phía trong nữa, cũng rất nhiều thứ đúng không anh? Chính xác. Ở trong không gian phòng tiệc thì là Hajime còn khá là nhiều các mục trang trí nữa. Ồ, như vậy thì anh có thể dẫn với em từng cái hạng mục trang trí để em có thể hiểu thêm về nghề của anh cho em được không ạ?